ngày 1 tháng 8, hãng Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Civic tại thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, xe có 3 phiên bản, bao gồm Turbo L, E, HEV L và E, HEV Hiện giá bán cụ thể của mẫu xe đen hạng C này ở thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có giá dao động trong khoảng từ 729 đến 878 triệu. Như vậy, Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan có giá tương đương với xe đời cũ đang bán ở thị trường Việt Nam giá từ 730 đến 870 triệu. Do đó, khi được bán ở Việt Nam trong tương lai, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tăng giá so với phiên bản cũ. Tương tự xe đã ra mắt thị trường Mỹ vào hồi tháng 5 vừa qua, Honda Civic mới dành cho Thái Lan cũng thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Xe được bổ sung lưới tản nhiệt dày dặn hơn và tách rời, với đèn pha thay vì tạo cảm giác nối liền như trước. Cả lưới tản nhiệt và hốc gió, trung tâm đều đi kèm mắt lưới tổ ong mới thay cho nan nằm ngang, tạo cảm giác thể thao hơn. Bên cạnh đó là cản trước góc cạnh hơn với viền bao quanh màu đen. Hốc đèn sương mù ở hai góc cản trước đã biến mất, thay bằng khe gió mới. Ngoài ra, xe còn có thêm vành la răng mới và đèn hậu cải tiến với vỏ màu tối. Ở bản Turbo L tiêu chuẩn, Honda Civic 2025 có thêm giao diện mới ở màn hình cảm ứng trung tâm, các tính năng dịch vụ Google tích hợp bốn cổng USB Type C, đèn trên tấm che nắng, cửa gió điều hòa phía sau và hàng ghế thứ hai gập 60-40. Bên cạnh đó, bản tiêu chuẩn còn dùng vành hợp kim 17 in và thêm màu sơn mới là xanh dương Canyon River Blue. Với bản E, HEVL, ngoài những thay đổi giống bản Turbo L, xe còn được trang bị 8 cảm biến và chế độ lái individual mới. Trong khi đó, vành 18 in, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và ghế bọc da với họa tiết Prim Smooth chỉ dành cho bản E, HEVGS cao cấp nhất. Nằm bên dưới nắp capo tiếp tục là hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe có lẫy chuyển số sau vô lăng cùng hai chế độ lái là E-CAN và NORM. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít với công suất tối đa 141 mã lực và mô men xoắn cực đại 182 Newton cùng hai mô tơ điện. Một mô tơ điện của xe đóng vai trò máy phát điện, trong khi mô tơ còn lại chuyển động cho xe. Hai mô tơ điện này đóng góp 184 mã lực cho xe. Bản hybrid có công suất tổng cộng 184 mã lực và mô men xoắn cực đại 315 Newton mét. Bên cạnh đó là bốn chế độ lái. Hiện chưa có thông tin về thời điểm Honda Civic mới ra mắt thị trường Việt Nam trước đó đã từng có tin đồn về việc mẫu xe này chỉnh làng ở việt nam vào cuối năm nay